Con đường thành công xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến biểu tượng cá sấu thì người ta sẽ nhớ ngay đến thương hiệu thời trang Lacoste, hãng thời trang thể thao chinh phục bằng sự năng động, thể thao và phóng khoáng trong từng chiếc áo. Được mệnh danh là người bước vào thế giới thời trang không phải từ chiếc kéo mà là với cây vợt tennis trên tay. Nhà sáng lập Vernet Lacoste đã pha trộn cảm hứng sáng tạo trong thời trang với những phát minh mới hữu ích cho việc tập luyện thể thao. Giá trị thành công của Lacoste được phân biệt rõ rệt với một đế chế thời trang thượng lưu của Mỹ, Ralph Lauren. Trong khi Ralph Lauren mang tinh thần cởi mở kiểu Mỹ, tự do, phiêu lưu và phóng khoáng, thì thương hiệu Lacoste là sự gìn giữ bản sắc trang trọng và lãng mạn, một phong cách sport chic mang tính quý tộc đặc trưng của nước Pháp. Từ dòng áo chỉ để tôn vinh các quý ông thượng cấp, nhưng chiếc áo polo Lacoste ngày nay đã trở thành bản hòa thanh mà bất cứ ai cũng có thể xứng ngân, thể hiện sự bình đẳng cho mọi đối tượng và độ tuổi. Bằng cách nào mà Lacoste có thể chinh phục khách hàng sau gần 9 thập kỷ bằng những thiết kế không thể đơn giản hơn như vậy? Ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của Con đường thành công về 9 thập kỷ đồng hành cùng thương hiệu lịch sử Lacoste. Chín thập kỷ đồng hành cùng lịch sử của dòng áo polo Lacoste. Câu chuyện của thương hiệu Lacoste bắt đầu từ huyền thoại tennis của Pháp René Lacoste. Tình yêu tennis của ông chính là khởi nguồn của thương hiệu này. Năm 1925, trước thềm chung kết tennis Davis Cup, ông đã có một giao kèo với đội trưởng của mình. Nếu tôi thắng trận đấu thì anh phải mua cho tôi chiếc cặp da cá sấu. Sau trận đấu thì René không thắng được chiếc cặp da, nhưng từ đó, ông có biệt danh là cá sấu. René thậm chí còn thêu biểu tượng cá sấu lên áo khoác của mình. Thương hiệu Lacoste bắt đầu như thế. Năm 1926 thì René Lacoste đã sớm ra mắt nhãn hiệu thời trang của mình khi xuất hiện với một chiếc áo vest thêu hình con cá sấu đang mở miệng mỗi khi xuất hiện. Nhưng tận 6 năm sau thì thương hiệu Lacoste mới ra thị trường với sản phẩm đầu tiên là chiếc áo polo, một dạng áo thun thể thao màu trắng thanh lịch dành riêng cho các vận động viên tennis. Cùng với sự giúp sức của André Gillio, chủ tịch một trong những công ty sản xuất hàng dệt kim Pháp lớn nhất thời bấy giờ, René chính thức tấn công ngành thời trang với thương hiệu La Société Chemise Lacoste. Tận 6 năm sau thì thương hiệu Lacoste mới ra mắt thị trường với sản phẩm đầu tiên là chiếc áo polo, một dạng áo thun thể thao màu trắng thanh lịch dành riêng cho các vận động viên tennis. Những năm 1930 là thời điểm mà các cuộc cách mạng thời trang lan ra khắp thế giới. Đỉnh điểm nhất là tại các trường trung học Mỹ, khi đó những chiếc áo mang biểu tượng của nhà vô địch cá sấu Lacoste được coi là mốt và phong cách. Biểu tượng cá sấu không biết từ khi nào đã trở thành thương hiệu yêu thích không chỉ bởi những người hâm mộ môn thể thao quý tộc mà đã lan sang mọi tầng lớp trong xã hội. Bên cạnh sản xuất áo tennis thì Lacoste đồng thời sản xuất thêm cả áo đánh golf và áo lướt sóng. Đầu những năm 1950, họ bắt đầu giới thiệu các sản phẩm với đủ màu sắc và xuất khẩu tới thị trường Mỹ. Vị trí thương hiệu của họ được đánh giá cao như là sản phẩm mà vận động viên sang trọng, giàu có, cần phải có. Và chiến dịch quảng bá sản phẩm của họ đã lên đến đỉnh cao của sự thành công. Sau 30 năm sáng lập thì René Lacoste đã chuyển quyền kinh doanh sang cho con trai là Bernard. Bernard đã mở rộng sản xuất thêm cả nước hoa, kính râm, giày, dép, tất. Lợi nhuận của hãng luôn tăng theo cấp số nhân. Nhờ phát triển sản phẩm mới mà Bernard đã giúp lợi nhuận của Lacoste tăng theo cấp số nhân. Thương hiệu Pháp trên đất Mỹ. Tuy nhiên, thành công không dễ gì có được. Thương hiệu xa xỉ hình cá sấu bị thương mại hóa khi ra mắt thêm các dòng sản phẩm bình dân, khiến cho nhiều người đã quen với hình ảnh thời trang cao cấp bị hụt hẫng và rời bỏ hãng. Bên cạnh đó thì những mâu thuẫn với các đối tác phân phối tại Mỹ đã khiến cho Lacoste từng phải đình hoãn đưa ra sản phẩm vào thị trường tiềm năng này. Mãi tới năm 1990, Lacoste cải tổ và bắt tay với hãng De Vanley và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nước Pháp, vị trí của Lacoste mới dần lấy lại được. Mỗi năm thì doanh thu từ Mỹ chiếm tới 16-17% tổng doanh thu so với mức 13% tại Pháp của Lacoste. Năm 1985 thì các địa điểm Palm Beach và Bar Harbor, Florida là những mục tiêu chính cho sự trở lại của hãng này nhằm chiếm lĩnh phân khúc thời trang sang trọng tại Mỹ. Và một năm sau đó thì Lacoste đặt chân tới New York. Mục tiêu của Lacoste là chiếm lĩnh phân khúc thời trang sang trọng tại Mỹ. Ngày nay thì Lacoste được yêu thích không kém gì thương hiệu quần bò Mỹ Levi's. Lợi nhuận bán hàng lên tới 800% và trong khi đó thị trường Mỹ đứng đầu.
Với những chiến dịch hoàn hảo, thương hiệu cá sấu có đủ tự tin để cạnh tranh với bất cứ nhãn hàng thời trang cao cấp nào và liên tục ghi dấu ấn với khách hàng. Một nhân tố nữa đã giúp đưa Lacoste trở lại vị trí dẫn đầu là sự tán thành của những ngôi sao thể thao tài năng nổi tiếng nhất hiện nay như ngôi sao quần vợt người Mỹ Andy Roddick và vận động viên gôn hai lần vô địch giải gôn quốc tế Jose Maria Olazabal. Với những chiến dịch hoàn hảo thì thương hiệu cá sấu có đủ tự tin để cạnh tranh với bất cứ nhãn hàng thời trang cao cấp nào và liên tục ghi dấu ấn với khách hàng. Khẳng định vị trí thời trang xa xỉ của thương hiệu. Ngày nay thì Lacoste được coi là một trong những hãng thời trang đắt nhất trên thị trường, đánh bật hãng Ralph Lauren và đối thủ nặng ký khác trong phân khúc thời trang luxury. Cùng với sự góp sức của các nhà thiết kế người Pháp là Christopher Lemaine, các sản phẩm thời trang của hãng được sáng tạo và nâng cao giá trị. Đồng thời thì Lacoste đã mở rộng kênh phân phối qua việc liên kết với các công ty khác như là Devoley quần áo, Penland giày dép, Samonis túi da. Đầu những năm 2000 thì Lacoste mở rộng các cơ sở sản xuất sang châu Mỹ, cụ thể là Peru để tối ưu hóa chi phí sản xuất và tiếp tục cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Các dòng sản phẩm. Thương hiệu Lacoste được phân biệt với 3 dòng sản phẩm chính là Polo, Lacoste, Lacoste LV và Lacoste Sport. Trong đó thì Polo Lacoste là dòng sản phẩm mang tính di sản vượt thời gian của thương hiệu, cung cấp các thiết kế polo cổ điển dành cho nam giới, phụ nữ và trẻ em. Dòng sản phẩm Lacoste LV là phân khúc dành riêng cho giới trẻ nam và nữ, bao gồm trang phục và phụ kiện thời trang từ mũ, đồng hồ, ba lô, túi xách, nước hoa. Đặc trưng thiết kế bởi những ý tưởng mới lạ gắn liền với âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ kỹ thuật số. LV là những sáng tạo mang tính xu hướng, phong cách thời trang thể thao và tinh thần Lacoste hiện đại. Dòng sản phẩm Lacoste Sport đặc trưng với các thiết kế chi tiết và tính năng phù hợp cho người chơi thể thao, bao gồm các sản phẩm như quần áo, giày, phụ kiện thể thao và thời trang, hướng đến 3 đối tượng chính là nam giới, phụ nữ và trẻ em. Bắt nguồn từ dòng sản phẩm này thì mảng trang phục trẻ em ra đời vào năm 1958. Đồng thời, ngành sản phẩm nước hoa thể thao của Lacoste giới thiệu sản phẩm đầu tiên, Elder Sports vào năm 1968. Gương mặt đại diện. Năm 2009, Hayden Christensen, nam diễn viên nổi tiếng từng thủ vai Anakin Skywalker, Star Wars, được lựa chọn là đại sứ thương hiệu của dòng nước hoa nam Lacoste Challenge. Đến năm 2010, ngôi sao quần vợt người Mỹ là Andy Roddick nhận lời mời để trở thành gương mặt đại diện của dòng nước hoa nam Lacoste Challenge. Cũng trong năm 2010, ngôi sao truyền hình, nàng thơ của thời trang nước Anh là Alexa Chung được công bố là nhân vật đại sứ cho dòng sản phẩm nước hoa của Lacoste. Năm 2012, thì tay vợt người Brazil là Gustavo Kuten được công bố là gương mặt mới của Lacoste trong chiến dịch Unconventional Chic. Chiến dịch này đến năm 2013 lựa chọn hình tượng đại diện là nữ người mẫu nổi tiếng đến từ Mỹ Carly Claude. Ngôi sao điện ảnh người Pháp Pren Hami và người mẫu Anh Anna Brito góp mặt trong bộ phim ngắn của chiến dịch Lacoste xuân hè 2014. Với khẩu hiệu là Life is Beautiful World, bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Seth Edward và được phát sóng trong Thế vận hội mùa đông Sochi tháng 2 năm 2014 trước khi phổ biến chiến dịch trên toàn thế giới. Được công bố vào tháng 12 năm 2014, nữ diễn viên người Mỹ Amy Adams chính thức trở thành đại sứ cho sản phẩm nước hoa mới nhất dành cho nữ của Lacoste, Eau de Lacoste. Từ dòng áo chỉ để tôn vinh các quý ông thượng cấp, những chiếc áo polo Lacoste ngày nay đã trở thành bản hoa thanh mà bất cứ ai cũng có thể xứng ngân, thể hiện sự bình đẳng cho mọi đối tượng và độ tuổi. Năm 2018, cột mốc 85 năm phát triển, nhà mốt Pháp không còn đơn thuần là một thương hiệu thời trang. Lacoste đã trở thành một hình tượng của nền văn hóa đương đại nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Mới đây thì Lacoste đã phát hành hàng loạt thiết kế mới và các vật phẩm để kỷ niệm 85 năm thành lập, đồng thời tưởng nhớ Rene Lacoste, cha đẻ huyền thoại của dòng áo cổ trụ polo. Bộ sưu tập giúp các tín đồ thời trang có cơ hội khám phá thêm nhiều khía cạnh đặc trưng của Lacoste. Kể từ khi thành lập thì thương hiệu đã không ngừng thay đổi tôn chỉ để hòa hợp với từng giai đoạn lịch sử thời trang và dòng sự kiện của thời đại. Đại diện Lacoste nhấn mạnh, chiếc áo polo Lacoste đầu tiên. Quay ngược lại những năm 1930, nhằm tạo ra sản phẩm mang đặc tính thấm hút tốt, cảm giác mặc dễ chịu, đáp ứng nhu cầu của vận động viên đánh banh nỉ, René Lacoste cho ra đời chiếc áo polo L12-12 với 3 màu sắc nâu gỗ, xanh navy và đỏ.
Mẫu áo có cổ kiểu mới này trở thành tiền đề cho cuộc cách mạng hình ảnh của các quý ông thể thao lịch lãm và tràn đầy năng lượng. Với chiếc túi nhỏ ở trên ngực trái và phần tay suông dài so với dòng L1212 cũ, chiếc áo được mặc phổ biến trên đường phố London. Chiếc áo ấy được ví như một cuộc bùng nổ vào thời bấy giờ. Thập niên 1940 và 1950. Những năm 1940 thì mẫu áo được cải tiến với phần viền ở thân, chất liệu chính là vải dệt kim tỉ mỉ, từng đường nét cùng kiểu dáng sang trọng tạo cho người mặc cảm giác thanh lịch, đồng thời vẫn ưu tiên sự thoải mái. Bằng cách kết hợp áo polo và áo len, Lacoste cho ra đời mẫu trang phục thể thao cổ điển vào những năm 1950. Điểm nhấn của chiếc áo này chính là viền kép ở cổ và kết hợp phần lông cừu thêm ở cổ tay áo. Áo polo Lacoste thập niên 1960-1970. Sau 30 năm thịnh hành toàn cầu từ năm 1960, Lacoste chọn gam chủ đạo là xanh và trắng cho những sản phẩm của mình. Thiết kế cũng khác biệt mạnh mẽ, phần cổ áo điểm thêm đường viền, đầm bổ sung thiết kế cách điệu cổ chữ V hở lưng. Một thành viên khác của gia đình thời trang Lacoste, giày vải Rainy nổi tiếng cũng được ra mắt. Phiên bản Rainy xanh navy với đường viền màu trắng, trắng sọc xanh navy và bản pha hai tông trắng đỏ. Năm 1970, Lacoste bắt tay với những nhà thiết kế hàng đầu xứ sở lãng mạn. Thương hiệu đã tạo nên những chiếc áo cho trẻ em. Đội ngũ thiết kế bổ sung thêm danh sách sản phẩm mẫu áo phối hợp màu đỏ, trắng và váy polo màu xanh. Đánh dấu nửa thế kỷ khai sáng thế giới với áo polo, nhà mốt Pháp đã ra quyết định đính thêm chi tiết trang trí xanh và trắng ở cầu vai và cổ áo. Đối với trang phục nữ thì chiếc váy polo màu trắng được làm nổi bật với đường viền ở cổ và tay áo, cùng với đó là thắt lưng thun để tăng phần nữ tính. Lúc này áo polo đã có thêm màu xanh navy, xanh lá và vàng nhạt. Hai mẫu thiết kế này từng có phiên bản dành cho trẻ em. Hưởng ứng theo xu hướng tất yếu của thập niên 1990, Lacoste cho giới mộ điệu thời trang ứng dụng thấy sức sáng tạo và đổi mới không ngừng nghỉ của họ. Một bản thiết kế toàn diện được khai sinh, chính thức định danh giai đoạn mới của thương hiệu. Với lối thiết kế thêm một đường kẻ, phản ánh sự tương phản giữa màu trắng và những màu nổi như xanh dương, xanh lá và đỏ. Kiểu dáng khối màu này với logo Lacoste, cổ điển cũng được áp dụng trên 3 phụ kiện, đó là ba lô thủy thủ và túi đeo ở hông. Polo Lacoste năm 2000. Ở thời điểm chuyển giao sang thiên niên kỷ mới, mọi vận động trong làng thời trang đều xoay quanh chiếc cầu nối đến tương lai. Không nằm ngoài quy luật thì chiếc áo polo năm 2000 được ra mắt, phong cách hiện đại, tối giản với đường gấp khúc màu xanh hoặc màu đen đậm trên nền áo trắng. Trong bộ sưu tập kỷ niệm 8 thập kỷ ra đời, hãng trình làng 8 mẫu áo unisex, 3 mẫu váy, 1 đôi giày và 3 chiếc túi xách. Những sản phẩm mang màu sắc đương đại này lấy cảm hứng xuân hè 2018, thổi làn gió mới cho thương hiệu Lacoste huyền thoại. Bộ sưu tập là minh chứng cho ý niệm, thời trang có thể là những chuyến tàu, chúng đến và đi nhưng phong cách vẫn là chạm gà vững chãi, bền bỉ với thời gian. Như chiếc áo polo L1212 được tạo ra bởi René Lacoste vào năm 1933, thương hiệu vẫn sẵn sàng hướng đến cột mốc 100 năm. Trong chiến lược toàn cầu của lĩnh vực thời trang bán lẻ, thị trường giàu tiềm năng ngay sau Mỹ là châu Á-Thái Bình Dương, tiêu biểu nhất vẫn là Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến năm 1984 thì Lacoste mới chính thức đưa sản phẩm của mình vào Trung Quốc với số lượng hạn chế để thăm dò thị trường. Năm 1994 thì cửa hàng Lacoste đầu tiên được mở tại Thượng Hải, Trung Quốc, thay vào đó bắt đầu nhập cảnh vào Ấn Độ kể từ năm 1993. Lacoste đã luôn đẩy mạnh tấn công mạnh vào thị trường nước này liên tục trong nhiều năm qua. Năm 2015, với dự kiến 3 cửa hàng mới sẽ được mở tại Mumbai, mục tiêu là sân bay, nhà ga hoặc các trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Thương hiệu này hiện có khoảng 46 cửa hàng trải dài tại 18 thành phố lớn của Ấn Độ. Hiện nay thì thương hiệu Lacoste mở rộng tại thị trường Việt Nam với các cửa hàng tập trung đều tại hai thành phố lớn nhất của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, cửa hàng Lacoste thứ 11 được khai trương tại trung tâm thành phố Hà Nội, đồng thời ra mắt bộ sưu tập xuân hè 2015, tung ra sản phẩm mới đình đám nhất trong năm, Eau de Toilette Lacoste LV. Cú bắt tay với các nhãn hiệu liên quan. Năm 2009 thì Lacoste hợp tác đầu tiên với Campana Brothers, thương hiệu đồ nội thất được quản lý bởi hai anh em người Brazil là Humberto và Fernando. Dòng sản phẩm đồng thương hiệu Campana cộng Lacoste độc đáo mới lạ được đưa ra đời với ý tưởng xoắn ốc những chú cá sấu biểu tượng của Lacoste. Lần hợp tác thứ hai được ra mắt vào năm 2012, đem đến những sản phẩm polo Lacoste tinh tế và có tính ứng dụng cao, được thực hiện với kỹ thuật sushi của hai nhà anh em Campana.
Các đối thủ cạnh tranh chính của thương hiệu Lacoste có thể kể đến các hãng thời trang danh tiếng như Giorgio Tacchini, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Freddie Perry, Diogen, Kenneth Crowe, Guess. Thương hiệu Lacoste thường xuyên đóng góp cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. René Lacoste Foundation được thành lập vào năm 2006 là một chương trình phát triển cộng đồng để hỗ trợ và cung cấp các dự án cho trẻ em. Nhiệm vụ của tổ chức này là truyền tải các giá trị chính thống qua thể thao, tinh thần đồng đội, sự kiên trì, tinh thần bền bỉ, động lực phát triển cá nhân và thái độ tôn trọng đối với người khác. Lacoste còn được biết đến như một tập đoàn gia đình từ tinh thần bền bỉ, kiên trì của René Lacoste cho tới con cháu ông. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng với tầm nhìn lớn như Bernard Lacoste, Michael Lacoste hay là Philippe Lacoste. Sau gần 80 năm xuất hiện, Lacoste vẫn kiên cường như hình ảnh chú cá sấu màu xanh nổi tiếng trên toàn thế giới. Xuất phát từ trang phục thể thao, giờ đây Lacoste đã và đang khẳng định thành công như một đế chế thời trang hạng sang trên 100 quốc gia.